Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Nguyên Khôi xin kính chào tất cả ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả ngồi quý vị. Thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói cái chuyện về báo chí Việt Nam đó là bí mật quốc gia. Cho nên là người ta xôn xao khắp nơi. Thưa quý vị, ngay cả quán cà phê, mỗi buổi sáng thì Hoàng Tuấn có thói quen là đi uống cà phê trước khi đi làm. Thì người ta vẫn bàn tán cái chuyện mà rắc muối rắc hành, vân vân. Và báo chí khắp nơi, nhưng mà báo chí Việt Nam thì không có lên tiếng. Nhưng mà chúng tôi đọc cái bài báo này chúng tôi thấy cũng hay nè. Báo Việt Nam Net nè, chống tham nhũng, lần đầu tiên giải báo chí phòng chống tham nhũng tiêu cực có giải đặc biệt. Giải báo chí phòng chống tham nhũng lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải đặc biệt do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trao thưởng. Tối ngày 13 tháng 11 thì Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3 năm 20 và năm 21. Thì trong này người ta nói là về những cái giải thưởng đó thì có một giải đặc biệt, 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 45 tác phẩm báo chí xuất sắc. Những người này được thưởng là sao? Bởi vì người ta có những cái bài viết nói về tham nhũng, dường như là được có tác phẩm phim tài liệu ba tập Giặc Nội Xâm của nhóm tác giả Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Anh Ngọc, Vương Khánh, Trần Linh, Nguyễn Thanh Bình, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phát sóng trên VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam, và các phóng viên có viết những loạt bài như là Sự thật hành trình Trần Ai, rồi là Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam, vân vân và vân vân. Rồi cấp ủy đâu khi để xảy ra các đại án tham nhũng kinh tế, đại khái là những cái bài viết về tham nhũng được giải thưởng. Thì nếu mà chúng ta đọc bài báo này thì chúng ta thấy rằng là quá hay. Bởi vì nhiều nhà báo vượt qua cám dỗ để mà dấn thân. Phát biểu từ lễ trao giải thì ông Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, sinh thời nha, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác phòng chống tham ô lãng phí. Người cho rằng tham ô lãng phí là những căn bệnh nguy hiểm, là giặc nội xâm, là tội ác. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế vật chất mà còn về mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm suy yếu bộ máy của đảng, nhà nước, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc xây dựng và bảo vệ nước nhà. Thưa quý vị, người ta chỉ đưa nên lời của Hồ Chí Minh và lúc sinh thời, bây giờ ông không còn sinh thời nữa, cho nên là đi đâu cũng thấy giặc nội xâm, đi đâu cũng thấy tham nhũng, đi đâu cũng thấy là tiêu cực. Thì trở lại vấn đề, người ta có những cái phần thưởng như thế, báo chí đã góp phần vào cái vấn đề và chống tiêu cực và tham nhũng. Thế thì trở lại, xin lỗi, chúng tôi lại nhắc lại cái việc đó, cái việc mà ông Tô Lâm ổng không có tiêu cực, ông tiêu sướng. Thế thì tại sao chúng tôi lại thắc mắc là không có một bài báo nào mà nói, tôi cũng trông chờ là bên Tuyên giáo Trung ương hay là bên những tờ báo lớn của nhà nước phải có một cái thông tin là cái này là do bọn phản động nó biểu xấu, nó như thế này thế khác, chứ còn cái này không có. Mà sao không thấy, mà tôi thắc mắc anh hả? Anh cứ thắc mắc hoài, Nguyên Khôi cũng không có câu trả lời cho Ngọc Tuấn. Nhưng mà cái điều mà Nguyên Khôi thắc mắc thì nó cụ thể hơn như thế này, tức là khi mà ông Hồ Chí Minh còn sống, bác còn sống á, bác đã nhìn thấy trước rồi. Cái thiệt hại rất là nguy hiểm cho đất nước, cho đảng. Bác đã nói rõ ràng như vậy rồi, giặc nội xâm, những cái nguy hiểm của nó cho sự tồn vong của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, vân vân và vân vân. Bác đã nói từ hồi đó rồi. Mà đảng mình, mấy triệu đảng viên nó làm gì, nó ăn gì, mà nó không làm được cái chuyện đó, cái chống tham nhũng. Bác thí dụ như hồi đó Hồ Chí Minh không biết, khi mà ông đưa cái chủ thuyết Mác Lê về Việt Nam, ông đưa cái lý thuyết của Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tới lúc đó mình chưa có chính quyền,
không ạ? Thì mình không biết là cái chuyện tham nhũng nó có thể xảy ra hay không. Đôi khi mong lắm là chính quyền lúc đó cũng đất nước thực sự nó còn nghèo đói quá, cùng lắm tham nhũng thì vớ ba vớ vẩn ăn mới, chắc tới mấy con gà mấy con vịt chứ các thứ thời đó có gì đâu mà ăn tham nhũng phải không ạ? Mà ông đã nhìn thấy trước rồi. Mà đảng mình là cái đảng sáng tạo, đảng mình là chỉ huy đường nó bao nhiêu năm trời, mà ủa tại sao? Và mình theo tư tưởng của bác. Bác, đúng rồi, bác chỉ đạo rất anh mình, đúng không ạ? Rõ ràng như vậy, bác nói như vậy, bây giờ mấy chục năm sau rồi, gần một thế kỷ sau, mình vẫn lập lại những lời bác nói như vậy. Và những cái đó, điều đó theo đảng mình là nó vẫn đúng, nó muôn đời đúng. Thế tại sao bao nhiêu năm trời, bác đã chỉ được như vậy, mình không làm. Thế mình là cái lũ bất dạy à? Cái đảng mình là cái lũ bất dạy, bác đã dạy rồi, mình không làm thì mới bất dạy chứ còn gì đó nữa. Là rõ ràng là chịu cái đúng là mất dạy đúng nghĩa đó anh. Bởi vì bác đã dạy như thế. Và ông Đỗ Văn Chiến ông còn nói như thế này nè, quán triệt sâu sắc tư tưởng của bác Hồ Kính Yêu. Đảng và nhà nước ta luôn luôn xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp lâu dài, đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định như thế. Thưa quý vị, ông này á, ông thuộc cái dạng mộng du. Bây giờ tôi chả biết cái xã hội chủ nghĩa đó là cái quái gì. Ông còn bảo rằng là sự tồn vong của đảng. Thưa quý vị nhớ nha, cái bản chất cộng sản ở chỗ này nè, đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Chứ không phải là không hề nhắc tới nhân dân, không hề nhắc tới hạnh phúc của nhân dân, đe dọa làm cho đời sống nhất ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Thưa quý vị, cái điều đó để quý vị thấy được cái bản chất của cộng sản là như thế. Ngay bây giờ hỏi ông Đỗ Văn Chiến á, xã hội chủ nghĩa là cái gì ông chả biết nữa, ông cũng mù mờ. Làm gì mà thời bác đã nói từ cái ngày lúc đó, chứ coi như tham nhũng nó chưa có gì vớ va vớ vẩn thôi. Mà là con gà con vịt vớ va vớ vẩn vài cân thóc rồi cân thóc rồi vài cân thịt chứ ai cũng lắm cái tiêu chuẩn nó quá vài lạng nhưng mà được vài cân từ cái thời đó cho đến bây giờ. Mà bây giờ hậu quả là đảng ta phát triển, đảng ta càng ngày củng cố, đảng ta càng ngày càng mạnh hơn, mà đúng chỗ nào là tham nhũng chỗ đó. Từ công an cho tới hải quân, bộ đội, quân đội, giáo dục, y tế, xã hội, tài chính, giao thông, vận tải, cấp ủy. Cái gì cũng đụng vào chỗ nào là thối chỗ đó. Dùng chứ thối đây, thối nát ở chỗ đó. Là như không, vậy. Tôi nghĩ là đảng... Ủa, phải đảng, có đảng để làm gì? Không, tôi nghĩ đảng mạnh mới đúng anh ạ. Bởi vì người ta, cái thằng đó nó khỏe, nó ăn nhiều, nó khỏe, nó mạnh. Thì bây giờ đảng mình cũng mạnh, thì đảng mình nó ăn nhiều quá, cái gì cũng ăn. Mất ăn tự. Nhỏ thì ăn nhỏ mà lớn thì ăn lớn, chỗ nào cũng ăn được. Mà cái chuyện này mọi người đều biết, đảng đều biết, nó không còn là bí mật quốc gia nữa. Có vì là tại vì tất cả mọi người đều biết cái thực tế của đất nước mình nó như thế này, thì có đảng để mà làm gì. Nếu mà ông Hồ Chí Minh ông sống lại giờ này, chúng tôi không nghĩ chắc ông cầm miệng ông cầm luôn, nó không nói được. Thì cái ông gì không nữa. Nói được, ông nói chúng nó cứ mang lời của mình ra à. Chúng nó cứ mang mình mang ra thôi để làm bình phong, làm bình phong. Mà chúng nó ngày xưa đấy thì nó cứ bảo mình là sống đơn giản, mình mang dép râu, mặc áo kaki ở nhà sàn. Chúng nó giờ chúng nó ăn nhiều quá. Ngày xưa chúng nó cho mình ăn cũng chả được bao nhiêu. Chúng nó bây giờ ăn sang quá, nó ăn thịt bò mà tới ngàn mấy. Ngày xưa bác có ăn thì cũng đâu có được giác vàng đâu anh. Thế mà chúng nó cứ mang mình ra, thế mà là mới là khốn nạn. Mà còn thương chúng tôi bài báo có cái chữ này hay này nè. Khi mà nói về các người làm báo đó thì phải làm sao để cho các nhà báo yên tâm tác nghiệp, sáng tạo các tác phẩm có giá trị, vững niềm tin chính nghĩa thắng gian tà. Ôi giời ơi, giống phim Tàu nè. Giống phim Tàu vừa rồi, cái nhóm báo sạch đó mới ra tòa phạt bao nhiêu năm tù. Thưa quý vị, cái bài học trước mắt cho những nhà báo khác có muốn làm gì, có muốn nói cái gì thì cũng phải nhìn trước thì... phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới. Thưa quý vị, một người sống trong một cái chế độ làm cái nghề thông tin như thế này mà lúc nào cũng phải nhìn, phải quan sát, phải dòm chứng biết mình làm như thế này có được không, có an toàn không, có bị như thế này, bị như thế kia không, có ảnh hưởng chuyện này không, chuyện này hay chuyện kia không. Thì những người như vậy làm sao mà có đủ can đảm để nói lên sự thật đó, thưa quý vị. Thì bây giờ anh thấy không, cái anh chàng kia anh chỉ làm một video clip mà rắc hành thôi Thế mà công an tới mời. Thưa quý vị, bây giờ đứa trẻ con 3 tuổi nó cũng biết tại sao công an mời rồi. Thưa quý vị, đó mà cô bảo rằng là báo chí chống tiêu cực để mà góp phần xây dựng tôi chịu thua. Việt Nam Net rồi. Không có liêm sỉ, ít ai thấy được khuyết điểm để cởi áo từ quan. Ủa anh nói về ai vậy? Nói đâu mà có liêm sỉ? Báo trong nước tôi cứ đọc tôi cứ đọc. Không có liêm sỉ. Ai không có liêm sỉ? Đứa nào không có liêm sỉ? Quy định về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ có thể là một sự mở đường cho thời kỳ chỉnh đốn đảng một cách mạnh mẽ, chống lại những thói hư tật xấu trong cơ quan công quyền.
Việt Nam Net đã cũng có cuộc phỏng vấn ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong, về ý nghĩa quy định 41 của Bộ Chính trị trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Câu hỏi như thế này: trong bối cảnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đang được đẩy mạnh, quy định mới của Bộ Chính trị có ý nghĩa như thế nào thưa ông? Thì ông trả lời: việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ không phải mới, nhưng từ trước giờ áp dụng rất ít. Năm thì 10 họa mới có chuyện miễn nhiệm, còn chuyện từ chức thì hiếm khi. Vâng, thưa quý vị, nhưng thì mà ông trả lời là... Xin lỗi anh, cho tôi hỏi chỗ này. Ông nói là năm thì 10 họa. Thế tại sao bài báo nói lại bảo là không có liêm sỉ? Thì ý của ông muốn nói ai? Là bây giờ phải cần có liêm sỉ trước. Thế là bây giờ là như thế là... Tôi đáo giờ mình không có. Cán bộ đảng viên mình không có liêm sỉ không, à? Không có, anh nói chuyện vớ ba vớ vẩn nhỉ. Cái chuyện này cả nước đều biết mà anh là người không biết. Ồ, như thế thì thay vì ông nói rằng là cán bộ đảng viên của chúng ta là những người vô liêm sỉ, thì nó trắng trợn quá, nó thẳng quá. Thì nó phải hiểu là không có liêm sỉ, ít ra thấy được khuyết điểm để cởi áo tự quan. Thì nói cho nó ngắn gọn lại. Nói từ cách nói trong nước là mấy em này nó là nó túm lại đó. Là cán bộ đảng viên của ta không có liêm sỉ. Thì đúng rồi. Là một cái tập thể vô liêm sỉ. Đúng rồi. Ông này tên gì anh? ông này là ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong. Rồi, thì tôi phải lên mạng đó. Tôi tìm cái địa chỉ hay là số phone tôi gọi. Tôi cảm ơn ông đã nói được cái điều mà tôi mới khám phá ra được. Vì vậy đi liền với quy định này, đòi hỏi ở mỗi cán bộ đảng viên tinh thần tự giác, tự nguyện, tự chỉ trích, lòng tự trọng và biết liêm sỉ thì mới thực hiện được. Điều đó phải xuất phát từ lòng trung thực, từ nhân cách lớn của cán bộ đảng viên. Cán bộ đảng viên trước hết phải tự thấy được ý nghĩa của quy định này để có những nhận thức đúng đắn trong hành xử của mình. Ông đây còn làm không anh? Còn, chắc là còn, báo này báo mới mà anh nhắc anh xuống. Báo này báo mới. Thế là ông là đại biểu Quốc hội. Báo này, nhưng hôm nay mình thu hình cái chương trình này là ngày 18, thì báo này mới ra ngày hôm qua 17 tháng 11, anh nói chuyện gì vậy? Tức là còn mới toanh đây, thưa quý vị. Nói một cái khác, đến một cái lúc mà chính đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đại biểu Quốc hội, cách này hay cách khác, họ cũng phải thú nhận rằng đảng viên ta Không có liêm sỉ. Và thực sự ra thì không có liêm sỉ mới có thể tồn tại cho cái bộ máy này được. Không có liêm sỉ mới làm đảng viên. Mà mới có thể tồn tại được, mới có chức vụ được. Thưa quý vị, còn nếu mà có liêm sỉ, những người có liêm sỉ thì, thưa quý vị, họ đã không có thể làm những cái chuyện trái lương tâm. Nói làm chi cho nó xa xôi. Cái ông mà đã lụm cụm rồi. Không còn sức lực nữa. Mà là một đít là phải hai ghế. Chúng thấy rồi đó. Đây là về chính trị phải không? Bây giờ về vấn đề giáo dục nè. Okay. Ngày 14 tháng 11 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thủ tướng cho rằng gần 2 năm qua dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội và giáo dục. Đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề, tức là xin lỗi quý vị. Bài báo này viết chỗ này nó hơi tối nghĩa hơn. Đến mọi mặt của đời sống xã hội và giáo dục đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng đây cũng là cú hích để thay đổi tư duy quản lý, phát huy sự sáng tạo, nâng cao khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới. Thế là tôi thấy là cái cú hích rồi là sáng tạo, là phát huy và nâng cao vân vân, còn thiếu chưa đẩy mạnh nữa. Nâng cao mà đẩy mạnh là nó ngã cái đúng. Đấy đúng không, nguyên tắc không? Khi anh nâng cao mình đẩy mạnh là nó đổ nhanh lắm. Tại vì khi mà anh đẩy mạnh á, anh phải xuống tấn, có thế. Nên nâng cao mình đẩy mạnh là nó ngã cái đúng. Và ông bảo như thế này, đây, cái này là những chữ: cần tiếp tục lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực để thực hiện thành công phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Trong quá trình đó yêu cầu là phải học thật, thi thật và nhân tài thật. Ôi giời, như thế thì lại ông còn ở buổi này. Có nghĩa là hồi nào đến giờ là học giả, thi giả và nhân tài giả. Và bằng giả. Bằng giả. Thì cái gì đây? Thế nên là đụng tới đâu thì nó là nó hư, nên nó đụng tới đâu thì hư tới đó. Thì thôi, chúng tôi cũng nói tới đó thôi. Để quý vị, chúng tôi chỉ là cái lời nói của Thủ tướng là học thật, thi thật, nhân tài thật. Đó là sự nhấn mạnh của Thủ tướng, thì quý vị hiểu là từ xưa đến giờ mình nó như thế nào rồi. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 để trả lại phần 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục một số các bài báo khác nữa.
Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì chúng tôi có một bài báo trên VTC News là Bí thư Huyện ủy Cô Tô bị tố hiếp dâm, Quảng Ninh phân công hai cán bộ tạm thay. Thưa quý vị, Bí thư Huyện ủy tức là bên lãnh đạo bên đảng mà. Yeah. Chúng quý vị biết là có bên nhà nước là bên đảng. Bí thư Huyện ủy là người nắm là chức vụ là lớn nhất ở trong cái huyện. Và người lãnh đạo nguyên cả bên bộ máy nhà nước luôn. Mà không biết tại sao ông lại làm cái việc này. Theo thông tin từ Huyện ủy Cô Tô thì sáng 13 tháng 11, tỉnh ủy Quảng Ninh phân công hai cán bộ tạm thời điều hành hoạt động của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Và lý do là ông Bí thư Huyện ủy đó, ông bị tố. Khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 11 thì Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn của bà M, mẹ chồng của chị LMH, những tên của người ta mới để tế nhị. Cán bộ huyện Cô Tô tố cáo là ông Lê Hùng Sơn. Nhưng mà lần này thì tôi thấy cái này được. Nêu đúng tên. Đây là cái điều mà chúng tôi xin khen ngợi nhà báo chỗ là những nạn nhân đó thì quý vị viết tắt. Bởi vì người ta là nạn nhân mà. Còn hễ mà những người vi phạm đó thì phải nêu tên ra. Thì thường thường lúc trước cứ để tên là ông này ông kia LM. Bây giờ nói rõ là ông Lê Hùng Sơn luôn nha. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ủa, ông này là cũng hai chức luôn. Bí thư mà chủ tịch hai luôn. Chức lớn nhất chủ huyện. Cưỡng hiếp con dâu của bà. Ngay sau đó thì Ban Thường vụ Huyện ủy mời các ủy viên thảo luận và thống nhất làm văn bản báo cáo Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời đề xuất tạm thời đình chỉ công tác với ông Lê Hồng Sơn. Thì thưa quý vị, một khi người ta đã nói như thế thì nó cũng phải có có lửa thì nó mới có khói. Và báo đó chụp hình luôn cái khách sạn đẹp lắm anh. Khách sạn rất là đẹp. Để là khách sạn được cho là nơi xảy ra sự việc. Đấy. Thì chúng tôi không biết tại sao là ông Bí thư, ông là người là bên đảng mà. Là giáo dục và đào tạo cán bộ mà tại sao ông lại như thế. Thì báo VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. Và bây giờ người ta tạm thời là cho ông ấy nghỉ để cho người khác thay thế. Nếu đây là sự thật thì hy vọng cái vụ này không chìm xuồng. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái vụ như thế, những cái chuyện như thế này nó xảy ra rất là thường thôi. Mà tôi thấy tôi báo mà nêu rõ tên và chụp hình luôn cả các khách sạn. Không, nhưng mà không thì... có hình ống không? Có này quan trọng là có hình ống không? Không thì bây giờ người ta đang điều tra nè. Hình ống là nhân vật của cộng đồng mà, của công chúng mà. Thì đưa hình ống lên đâu có sao đâu. Hình bình thường, cái hình bình thường thôi. Không, chưa đi chụp kịp. Nhiều khi phải đưa ra tìm chụp hình, chụp một bộ cho nó oách. Người ta không đưa hình. Không có hình lên. Trước mình có nói về văn hóa, mình có nói nhiều. Không biết là lý do sao kỳ này báo Vietnamnet họ nói nhiều về vấn đề văn hóa quá. Có thấy thiếu cái gì thì hay nói về chuyện đó. Có nói văn hóa đồi trụy không? Muốn bài báo như thế này, muốn có phẩm chất uy tín, dứt khoát phải có văn hóa. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức cho hay văn hóa không phải chỉ là chuyện giải trí, đàn, ca hát múa, mà còn là những chuyện lớn hơn, đặc biệt là con người. Dự kiến ngày 24 tháng 11 tới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh thành và một số bộ ngành. Trước thềm hội nghị trao đổi với Vietnamnet, tiến sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay đây là sự kiện rất lớn, đánh dấu quyết tâm của Đảng trong khắc phục những hạn chế yếu kém về văn hóa thời gian qua, cũng như tìm ra các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề tồn tại. Thì nói thì nghe hay lắm. Nó rộn ràng lắm. Mà trong thực tế thì quý vị thấy như thế nào? Văn hóa thì hổ lốn. Bây giờ, thậm chí mà bây giờ người ta, chính người dân trong nước người ta phải than phiền về cái tình trạng mà cái văn hóa nó xuống cấp, tình trạng mà học đường nó xuống cấp, tình trạng giáo dục nó xuống cấp, mọi thứ nó xuống cấp. Mà cứ nói về văn hóa không biết là có biết ngượng không nhỉ? Không biết có biết ngượng không? Thì anh thấy làm cái chuyện mà học trò mà lớp 5, lớp 6, con gái kinh mà nó hoàng. Đánh nhau mà nó xé quần, xé áo, để quay phim. Rồi những cái chương trình mà trên truyền hình có một là một cái vừa giải trí nhưng trên lồng trong đó tại nó trên truyền hình mà cho giới trẻ xem có phải có nó có tính chất giáo dục trong đó mà nó rất là nhảm nhí, nhiều cái game show nó tào lao lắm anh. Game show rồi đưa những xin lỗi quý vị, người ta gọi là chữ danh hài. Trước 75 thì là người ta hay dùng những anh hề
thì bây giờ đồng chí Danh Hải cũng tôi cũng chẳng biết cái danh hay không hay như thế nào, nhưng mà nhưng mà va vớ vẩn lên coi không chịu nổi. Chính người dân trong nước người ta cũng than phiền, và chính ngày trước có một số những nghệ sĩ đó nha, trong nước người ta cũng bảo rằng bây giờ có nhiều cái game show nó vớ vẩn quá, mà cách ăn nói cho nó tục tĩu, nó thô bỉ, rồi cách ứng xử nói chuyện với nhau nó lấu cá là... người ta dạy về cái văn hóa lấu cá mà nó làm cái gương rất là xấu cho trẻ em. Các em mới lớn, các em nó không biết gì đâu, thì giấy trắng mà. Cái mà các em học được nhiều nhất là gì? Từ học đường và trên phim ảnh, trên sách báo. Bây giờ sách báo thì cũng vậy. Rồi phim ảnh thì cũng vậy, mà trên truyền hình, truyền thanh cũng vậy. Mà thấy mình thấy như vậy mà họ nói văn hóa, họ cứ hết hội nghị văn hóa kỳ này đến hội nghị văn hóa làm sao rồi. Bây giờ thì ông nói là muốn có phẩm chất uy tín dứt khoát phải có văn hóa. Thì nếu mà bây giờ không có văn hóa tức là không có uy tín gì phải không? Không có phẩm chất uy tín. Muốn có phẩm chất uy tín thì phải có thì văn hóa. Dứt khoát là phải có văn hóa. À. Mà bây giờ mình trước mắt là mình thấy không có văn hóa rồi. Thì là phẩm chất uy tín là đâu? Mà văn hóa nó phải gắn liền với giáo dục. Tức là khi mà trẻ con từ nhỏ tới lớn đó, nó vô đi học trong trường, được thầy cô dạy. Và cái nhân cách của trẻ con nó hình thành từ bé. Ví dụ như ngày hồi xưa còn bé, anh thấy không? Ví dụ mình đi học trong trường, người ta dạy rằng là đi ra đường nếu thấy đám tang đó mình phải dừng lại, mình không được đùa giỡn, và mình phải bỏ nón xuống mình đứng, nên mình tôn trọng. Hay là đi ra đường lỡ gặp người già mình phải giúp đỡ, vân 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 vân, tất cả những cái chuyện đó rất là bình thường. Hay là những cái bài mà công dân giáo dục, hay là những bài học thuộc lòng nói về cảnh sinh hoạt gia đình, buổi tối bố làm cái gì, mẹ làm cái gì, con cái học bài, bà ngoại làm cái gì thế, một hình ảnh ta thấy được cái hình ảnh của gia đình nó đẹp, nó đẹp và nó hạnh phúc và nó ấm cúng. Có đâu đó người lớn làm việc gì, trẻ con làm việc gì. Còn bây giờ đó, bao tuổi trẻ online này sỏi sạn và trách nhiệm, người ta nói về sách giáo khoa. Sách giáo khoa trong nước, bộ sách giáo khoa cánh diều, chúng tôi rất tiếc là không lấy được một cái bài ở trên Facebook mà Hoàng Tuấn tìm lại mà mất đi. Thì một đứa bé đó nó nói chuyện với bà nội, mời bà nội đến nhà đó, bà nội ăn cơm đó. Rồi bà nội vô đớp đi, bố mẹ cháu đã chén xong hết rồi. Thế bà nội, rồi sao bà nội tộp có ngon không? Đại gái nó dùng những chữ như thế. Bà nội nói tại sao lại con đang nói như thế? Trời ơi, văn hóa. Thì không, cái đó thì chuyện người ta viết, nhưng mà đứa bé nó nói như thế này. Thì thưa bà nội, đó là con học trên sách giáo khoa mà. Sách giáo khoa. Rồi bà nói là thở hí hóp. Người ta không biết thở hí hóp là cái gì. Bây giờ người ta đưa vấn đề là sỏi sàng và trách nhiệm. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn hôm 11 tháng 11, các đại biểu Quốc hội đã đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó chuyện sỏi sàng có nghĩa là những cái lỗi trong sách giáo khoa đó, và trách nhiệm giải quyết của Bộ trưởng trong vấn đề hết sức quan trọng này. Thì Bộ trưởng đã thẳng thắn giải bày, chúng ta được nghe nói và biết nhiều qua các phương tiện thông tin đại chúng về sỏi và sàng. Cứ có một viên sàng thì trên mạng nói rất nhiều, nhưng trong đó là sản phẩm trí tuệ hoặc của hàng trăm nhà giáo, các nhà khoa học thì rất ít ai nói đến, liệu có công bằng. Thưa quý vị, trước hết khi nói về trách nhiệm đó thì là không có lo nhận cái lỗi của mình, mình cứ lo là cải chày cải cối, bảo rằng là sản phẩm trí tuệ. Thưa quý vị, sách giáo khoa viết những cái câu, những cái chữ mà tối nghĩa, rồi là có những cái bài dạy học trò về cái chuyện mà lấu cá, cái chuyện mà và dùng những cái mánh khóe trong đời sống đó, thế mà bảo rằng là sản phẩm trí tuệ. Và trong cái bài báo này thì người ta chỉ nói về sỏi và sàn, nhưng người ta không đưa ra những cái cụ thể là như thế nào. Và nếu quý vị có thể, quý vị có vẻ vô là tìm sách giáo khoa cánh diều đó, trên Google thì người ta chỉ ra rất nhiều, có những cái chữ nó rất là buồn cười. Và thưa quý vị, từ những cái việc như thế thì làm sao mà văn hóa nó trở thành hoàn thiện và nó tốt đẹp được. Một cái chuyện bình thường quý vị thấy báo chí thôi. Lúc trước, bây giờ thì không còn, quý vị nhớ lúc trước không? Cái chữ mà selfie của Mỹ đó, ta chụp hình đó, thì chính văn báo chí trong nước, những tờ báo lớn dùng cái chữ tự sướng, thưa quý vị, một cái chữ rất là vô văn hóa, mà báo chí vẫn dùng. Rồi bây giờ những cái chữ nó rất là buồn cười và nó ngớ ngẩn, là ví dụ như là hai con rùa, hay là ví dụ người ta tôn trọng, tôi gọi hai cụ rùa, hai cá thể rùa, hai cá thể hổ, tại sao phải nói như thế? Giờ là cái đó bớt rồi, hỏi bây giờ thì vẫn còn nghe mà bớt rồi. Và bây giờ thưa quý vị, ngay cả những người mà làm các chương trình về
giám khảo chấm thi về ca nhạc ấy, giọng hát rất đẹp, chúng chả biết giọng hát như thế nào là đẹp, và còn nói như thế này chứ, sở hữu cô ấy sở hữu một giọng hát đầy nội lực, sở hữu một đôi chân dài, sở hữu một mái tóc. Nếu mà Việt Nam mình không có chữ có hay là có được thì mình dùng cái chữ sở hữu dĩ nhiên là tiếng gốc Hán rồi, Hán Việt rồi, mình có đó, ai cũng hiểu, rất là dễ và rất là giản dị và rất Việt Nam nữa. Chứ có được ta sẽ không dùng, mà chính anh biết là người cộng mà sản phải ta... sở hữu rồi cái chữ đó tôi anh thì anh không thích chữ đó, tôi thích cái này. Phương tiện giao thông, xe cộ, nó xe, các phương tiện giao thông, xe cộ đi trên đường, mình đã có chữ xe, chữ cộ cho nó rất là đơn giản, dễ hiểu, và ai cũng hiểu, ba miền Nam, Trung Bắc cũng hiểu cả, từ xưa giờ vẫn dùng. Tại sao không hiểu, tự nhiên đùng đùng cái mấy năm nay, các phương tiện giao thông, làm như hồi đó mình xe đạp, xe gắn máy, thì nó quê nhà quê quá, bây giờ mình có xe hơi, cho nên mình phải có phương tiện giao thông. Sao mà nó rộn thế? Mà tôi thì anh tôi thì tôi khó chịu nhất là khi mà quý vị ngồi dưới mà làm giám khảo chấm hát đó. Em, cô ấy sở hữu một giọng hát rất đẹp. Tại sao không nói cô ấy có được một giọng hát rất đẹp? Cô ấy có nhưng mà đúng. Hát mà đẹp thì tôi không chả biết hát là đó. Việt Nam mình nào giờ chưa nghe hát đẹp. Mà cái chữ sở hữu, một đôi chân dài cũng sở hữu, một mái tóc cũng sở hữu. Thì quý vị nó rất là lố bịch, nó ngớ ngẩn. Và ngay cả báo chí là cái nơi mà hướng dẫn dư luận. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại cái chữ tự sướng là một cái chữ rất là vô văn hóa, nó vô văn hóa vô cùng, mà người ta vẫn nói được. Bây giờ đến người ta xính chữ ngoại rồi, thì hồi trước mình nói là tuổi mới lớn rồi đấy, tuổi tin, người ta phải biết báo, người ta cũng dùng tuổi tin. Thời Việt Nam Cộng Hòa, tiếng Anh là được sử dụng rất là nhiều, mà thời đó. Dĩ nhiên là cái chữ teen, cái tuổi teen, teenager thì ai không biết nó bạn có tiếng Anh, nó có từ bao nhiêu năm rồi. Mà tại sao thời Việt Nam Cộng Hòa người ta liên lạc với Mỹ nhiều? Yeah. Tiếng Anh rất là phổ thông thời đó. Mà người ta không dùng chữ tuổi teen. Thời đó mà mình bảo người ta là văn hóa lai căng, mà người ta còn không có dùng chữ tuổi teen. Mà tại sao bây giờ mình căng lai à? Mình giờ căng lai sao vậy? Rõ ràng lai căng. Thôi thì quý vị, đầu tiên là cái chuyện đảng và nhà nước thì nói nó không cùng. Chúng tôi rất tiếc không đủ thời giờ, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và Hoàng Tuấn bây giờ về cũng chuẩn bị lúc nãy đi cũng hơi hơi vội đó. Dạ. Cũng chưa kịp ăn tối. Về thì tôi cũng chuẩn bị vài món ăn và tôi cũng đang tập rắc rồi nè. Tôi về tôi cũng mang, tôi cũng rắc cho xem cho coi vợ con tôi ăn có ngon không. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, chào tạm biệt quý vị.